Ngày 3 tháng 11 năm 2021 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Đoàn quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 đã đến thăm chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoàn do bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Ủy viên Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn còn có các ông bà đại diện lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3. Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương. Tại buổi thăm, đại diện đoàn quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3, bà Vũ Thị Mỹ Ngọc đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội. Đồng thời, bà cũng chúc mừng 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam. Nhân đây, bà Vũ Thị Mỹ Ngọc cũng hy vọng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng. Thay mặt Trung ương Giáo hội, đại lao cho Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Huệ Trí gửi lời cảm ơn đến đoàn quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 đã đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Hòa thượng cũng đã kể lại quá trình hình thành và phát triển của giáo hội trong suốt 40 năm qua, đồng thời khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam đúng theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Cũng trong sáng nay, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, số 12 xuyệt 3C, Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn lãnh đạo quận 3 do ông Phạm Thành Kiên, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 3 làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3. Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Bửu, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, Đại đức Thích Thiện Châu, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự, Đại đức Thích Minh Duyên, Phó trưởng ban Ban trị sự, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh thư ký Ban trị sự cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3. Tại đây, ông Phạm Thành Kiên đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đã luôn đồng hành cùng chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiều lĩnh vực trải qua các nhiệm kỳ. Đồng thời, ông cũng gửi lời chúc mừng 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến toàn thể tăng ni Phật tử quận 3. Nhân đây, ông Phạm Thành Kiên mong muốn rằng trong thời gian tới, Ban trị sự Phật giáo quận 3 sẽ tiếp tục động viên tăng ni Phật tử trong quận thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong việc phòng chống đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thay mặt cho Thường trực Ban trị sự Phật giáo quận 3, Đại đức Thích Thiện Châu đã tóm tắt một số hoạt động Phật sự của Phật giáo quận 3 qua các thời kỳ. Nhân đây, Đại đức cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo quận 3, luôn tạo mọi điều kiện trong các hoạt động Phật sự của Phật giáo quận 3 thành tựu tốt đẹp. Đồng thời, Đại đức Thích Thiện Châu cũng gửi lời chúc đến quý phái đoàn luôn được an vui, hạnh phúc, thành tựu các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, tại chùa Minh Đạo, phái đoàn lãnh đạo quận 3 đã thăm lễ Phật và dâng hương tưởng niệm đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đệ tam pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tân Viên Tịch. Cùng ngày, chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 cũng có buổi họp triển khai công tác chào mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội cũng như một số công tác Phật sự trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021.